Bà Yến chùa ba vàng gây sốc vì lý giải mắc bệnh phụ khoa là do kiếp trước tại dâm. Thưa quý vị tính giả thân mến, theo clip chia sẻ về bệnh sùi màu gà, bệnh phụ khoa, bà Phạm Thị Yến ở chùa ba vàng đã nói trong buổi thuyết pháp về nguyên nhân mắc bệnh trên là do tài dâm. Hội trường hàng trăm người đang nghe bà Yến thuyết pháp, mở đầu với câu hỏi của một chàng trai. Cháu cứ vợ được 4 năm mới đi khám và phát hiện sùi màu gà. Cô ơi, cô cho con biết kiếp trước con tạo nghiệp gì mà kiếp này con mắc căn bệnh quái gì này. Bà Yến cho rằng tất cả các bệnh đều do nghiệp, có những bệnh do tạo nghiệp từ vô số kiếp trước bây giờ vẫn phải trả quả báo. Cụ thể trong clip này, bà Yến lý giải những người tà dâm mà phạm vào luân thường đạo lý như loạn luân, tà dâm ở nơi linh thiên như chùa chiền thanh tịnh cũng bị sùi màu gà. Còn người bình thường tà dâm trong gia đình như bố chồng nàng dâu, em chồng chị dâu, anh rể em vợ, những gì phạm vào đạo đức thì sau khi trả nghiệp thì hay mắc bệnh này. Đây cũng là kết quả cho những người có tư tưởng đạo đức, có vấn đề dù các kiếp trước trải nghiệp nhưng vẫn còn dư báo. Còn nếu như các hành động tà dâm bên ngoài, tà dâm bình thường như là cặp bồ, ngoại tình bên ngoài, sẽ không bị sumo hay là bệnh tình dục mà chỉ chịu nghiệp báo là ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình hay tình duyên lận đận. Những bệnh này do đạo đức có vấn đề, nhiều kiếp trả nghiệp rồi nhưng đến kiếp người còn dư báo thì phải mắc các bệnh này. Bà Phạm Thị Yến cũng nói thêm, với những người phụ nữ mắc bệnh phụ khoa chịu mãi không khỏi, suốt ngày ra khí hư, bẩn thiểu lâu năm, sử dụng các thuốc không khỏi là vì nhiều kiếp làm nhiều việc bất thiện trái đạo đức, trong đó có cả người làm mại dâm. Những người không mắc bệnh phụ khoa là do kiếp trước ăn ở đúng đạo đức, tính nết trang nghiêm. Để chữa bệnh, bà Phạm Thị Yến khuyên mọi người nên sám hối, phát nguyện rồi đưa tâm lý của mình về quy chuẩn sẽ giúp chuyển hóa nghiệp kiếp cũ mới khỏi bệnh chuyển nghiệp. Những thanh niên khởi niệm tình cảm, yêu quan hệ với người yêu dù chỉ một lần, có duyên dục thì sẽ bị nghiệp phát tác ra sẽ mắc bệnh Sumoga. Chính vì thế phải sắm hối trước kiếp này chỉ một vợ một chồng. Yêu ai đủ duyên lấy, không phản bội, không ngỏ tình yêu, liền lúc hai người để chuyển nghiệp, không phải trả nghiệp. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Gia liệu Trung ương Sumoga do virus HPV gây ra, không phải do tà dâm hay nghiệp kiếp trước bệnh lây chủ yếu do quan hệ tình dục không an toàn. Tuy nhiên, virus vẫn có thể lây qua tiếp xúc gián tiếp như là dùng chung dụng cụ, đồ dùng cá nhân của người nhiễm bệnh, lây qua dụng cụ y tế chưa được tiệt trùng. Hiện nay có khoảng 100 loại virus HPV, trong đó có khoảng 20-30 đến 30 loại có thể gây ra bệnh sumoga. Tùy từng loại virus sẽ gây ra nốt sùi ở các vị trí khác nhau. Để phòng sư đối với người lớn nên chung thủy một vợ một chồng, một bạn tình hoặc là dùng các biện pháp để bảo vệ, phòng tránh lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục nói chung. Nếu khi xuất hiện các tổn thương bất thường về mặt sinh dục, cần đi khám ngay, nên khám tại các cơ sở chuyên khoa để được trị đúng bệnh, tránh các biến chứng có thể gặp phải. Còn với bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa hiện nay đang là một căn bệnh rất phổ biến ở nữ giới. Theo bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Lao động Thái Hòa, Trung tâm Y tế Lao động Thái Hà, bệnh do một hoặc là nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên, đặc biệt là tình trạng nhiễm khuẩn, nhiễm nấm trùng rôi và đến nay người ta đã chữa được. Những phụ nữ từng ngày thói quen mặc quần lót chật không thoải mái, vùng kính luôn trong tình trạng ẩm ướt không khô thoáng hoặc là có vệ sinh nhưng không được sạch sẽ, thói quen thụt rửa âm đạo một cách bừa bãi cũng dễ bị mắc bệnh này. Trong quá trình sinh hoạt cụ thể là bơi lội, có tắm chung hoặc là dùng chung với những người đã mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa hay là do thực hiện quá trình tiểu phẫu, giải phẫu và can thiệp vào, phùng kính bằng các dụng cụ bên ngoài nhưng không đảm bảo vệ sinh cũng gây nên bệnh viêm nhiễm phụ khoa ở nữ giới. Chính vì thế thì chị em phụ nữ khi có dấu hiệu viêm nhiễm phụ khoa, người bệnh cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế nơi gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời, đúng thầy đúng thuốc. Bác sĩ Dung cho biết, nói các bệnh phụ khoa là do trải nghiệm là không đúng, Nói về chữa bệnh bằng trả nghiệp, dùng tiền cúng bái, bác sĩ Dung cho rằng nếu có thể cúng bái thành công thì y học thế giới không phải nghiên cứu, tìm cách có thể phòng và chống bệnh tật để nâng cao sức khỏe con người. Nhất là dưỡng bệnh thực thể như là viêm phụ khoa, sự mô gà, ung thư thì không thể nào cúng bái mà khỏi được. Nếu trả nghiệp bằng cách cúng nhiều người có tiền, họ sẵn sàng bỏ ra vài tỷ để trả nghiệp, để có được cuộc sống an lành, giàu sang, không phải khổ. Sự thật về bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng. Kính thưa quý vị thính giả, cô Yến, tên thật là Phạm Thị Yến sinh năm 1970, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, là chủ nhiệm một câu lạc bộ tại chùa Ba Vàng Quảng Ninh. Người phụ nữ này tự nhận là nhà hoạt động Phật giáo có pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán. Dù không nắm giữ chức vụ nào cụ thể tại chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nhưng sức ảnh hưởng của bà Yến tới nhà chùa rất lớn. Bà thường xuyên xuất hiện tại các buổi tọa đàm và trong các tài liệu tuyên truyền của nhà chùa kênh YouTube của bà Yến có gần 90.000 lượt theo dõi với hàng trăm video về tâm linh chỉ sau hơn 2 năm thành lập. Ngoài ra, trang Facebook của người này cũng đạt hơn 100.000 người theo dõi. Chiều ngày 22 tháng 3, người dân tại ngõ 13, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long vẫn chưa thôi xôn xao về thông tin bà Yến và các hoạt động thỉnh vong cúng oan gia trái chủ tổ chức giảng pháp tại chùa Ba Vàng. Bà Nguyễn Thị 8 sinh năm 1958, tổ phó khu 5, phường Hồng Hải cho biết: Tôi không tiếp xúc nhiều với bà Yến vì người phụ nữ này rời địa phương đã lâu. Theo bà Tám, bà Phạm Thị Yến, 49 tuổi, nguyên quán tại xã Đồng Tiến, huyện Khói Châu, Hưng Yên. Sau đó, gia đình bố mẹ đẻ của người này chuyển đến ở tại Cột 2, phường Hồng Hải. Năm 1989, bà Yến kết hôn với ông Phan Văn Đàm ở tổ 13, phường Hồng Hải. Họ có với nhau hai người con trai. Sau một thời gian dài ly thân, năm 2017, người phụ nữ này đã hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng Tổ phó khu 5 phường Hồng Hải cho biết, hai con trai của bà Yến, một đang đi học đại học, một đã đi làm, đều học giỏi ngoan ngoãn. Chồng bà Yến là người hiền lành, dễ gần, làm nghề xe ôm tại thành phố Hạ Long. Trước đây hai vợ chồng hay đi chùa, từ khi bà Yến đi chùa Ba Vàng, không hiểu lý do gì mà ông Đàm không đi nữa. Ông Đàm cũng là người theo Phật, ăn chay trường. Tôi từng đi chùa Ba Vàng một lần với hai vợ chồng họ. Hôm đó, bà Yến rủ nên tôi đi. Sau đó tôi không gặp lại bà Yến thêm lần nào nữa Bà Tám cho biết thêm Trước đây cuộc sống của hai vợ chồng bà Yến cũng đầm ấm hạnh phúc Không giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc Sau đó giữa họ xảy ra rất nhiều bất đồng dẫn đến ly hôn Chiều qua ngày 22 tháng 3 căn nhà của ông Phan Văn Đàm Chồng cũ của bà Yến khóa trái cửa Người đàn ông này đang đi làm nghề xe ôm tại thành phố Hạ Long Ông Đàm cho biết Chúng tôi không ở với nhau từ hơn chục năm nay Ba năm trước Tôi và bà Yến đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Hiện tôi đang đi làm để nuôi con út học đại học năm thứ nhất. Con trai đầu của chúng tôi sinh năm 1990 đã lập gia đình và ra ở riêng. Hàng ngày ông Đàm đi làm từ sáng đến tối, người đàn ông này mới trở về căn nhà ở ngõ 13. Ông Đàm cũng cho biết bà Yến đã cắt khẩu tại địa phương từ lâu. Bà Trần Thị Lý, 68 tuổi, hàng xóm phía sau nhà bà Yến thông tin. Bà Yến trước đây làm thợ may, chuyên nhận sửa quần áo tại một góc chợ Hạ Long 1. Trong thời gian này Bà Yến cũng thường đi lễ chùa. Sau đó, bà này nghỉ việc may quần áo và lên chùa Ba Vàng ở hẳn. Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ với phóng viên đã giao cơ quan công an vào cuộc xác minh dấu hiệu hoạt động mê tín dị đoan và một số biểu hiện vi phạm khác diễn ra tại chùa Ba Vàng. Dự kiến sáng ngày 23 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí sẽ làm việc với bà Phạm Thị Yến, Phật tử chùa Ba Vàng và sư trụ trì chùa Ba Vàng. <laughs> 700 triệu đồng để giải oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng lúc nửa đêm. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc chùa Ba Vàng thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, tổ chức thu tiền cúng vong giải oan gia trái chủ của khách thập phương, báo Việt Nam Net đã liên hệ với một trường hợp từng bị vong đòi tiền khi đến ngôi chùa này. Vào sáng ngày 23 tháng 3, người dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vẫn bàn tán xôn xao về chùa Ba Vàng. Chị Nguyễn Thị Lờ, sinh năm 1989, ở thành phố Cẩm Phả chia sẻ ngày 8 tháng 2 âm lịch năm 2016, chị được một người thân rủ lên chùa Ba Vàng vãn cảnh. Chị L nhớ lại, cảm giác ban đầu của tôi về chùa là cảnh đẹp, yên bình, tuy nhiên những sự việc xảy ra sau đó khiến tôi không bao giờ đặt chân đến lần thứ hai. Quá trình tham quan chùa, chị gặp một người phụ nữ mặc áo đầu, chị kể với người này mình hay bị triệu chứng rét run vào buổi sáng. Người phụ nữ trên ngay lập tức hướng dẫn chị thịnh vong, cúng oan gia trái chủ. Tại khu vực tiếp khách, chị chứng kiến nhiều người dân chờ đến lượt đăng ký. Chị là nói, tôi đăng ký từ 9 giờ sáng nhưng 9 giờ tối mới được gọi đi thỉnh vong, vì chùa chỉ tiến hành thỉnh vong từ 9 giờ tối đến 1 2 giờ đêm. Tối đó, họ xếp tôi vào một nhóm, mỗi nhóm khoảng 10 đến 20 người. Theo lời lợ, các nhóm được dẫn đến một căn phòng lớn, bên trong có hai người phụ nữ mặc áo màu nâu và một sư thầy các nhóm được ra hiệu ngồi xuống nền đất, sau đó sư thầy bắt đầu niệm chú gọi vong nhập vào hai người phụ nữ này. Gia đình vào thỉnh vong thì lần lượt gọi tên cho vong hiện lên. Những người đầu tiên được gọi lên thấy phong phán về hoàn cảnh gia đình quá khứ, họ liền khẳng định là đúng và rối rít quỳ gối xin phong giúp. Tuy nhiên, trường hợp của tôi, những thông tin từ vong đó ra đều không đúng. Ngoài ra, phong phán, cách đây nhiều kiếp, tôi sống thất đức chuyên làm hại người khác, giờ bị một vong linh theo. Tôi cũng là người am hiểu Phật Pháp, thường xuyên đi chùa nên không tin những điều họ nói. Người phụ nữ sinh năm 1989 kể. Lợ không tin thêm, bất cứ người nào có mặt trong đó đều bị vong yêu cầu đọc tiền để gia nghiệp. Mỗi lần vong nhập khoảng 5 đến 7 phút, sau đó có một thư ký bên cạnh ghi lại lời vong nói và số tiền người thỉnh phải trả. Trường hợp của lợ, vong cho hai sự lựa chọn. Nếu chọn hình thức nương tựa, thường xuyên đến chùa Ba Vàng là 32 triệu đồng. Nếu chọn hình thức không đương tựa, ít lên chùa Ba Vàng phải đóng 700 triệu đồng để cúng oan gia trái chủ. Khi người phụ nữ này nói không có tiền, người nhà chùa tư vấn là có thể lựa chọn hình thức trả góp hoặc vào chùa làm công quả một năm. Thấy hành vi trên có tính chất trục lợi, lừa đảo nhằm thu tiền, người phụ nữ ở thành phố Cẩm Phả đã khước từ. Tuy nhiên, phía nhà chùa còn dọa thông qua giấy tờ, lưu lợ không chịu tu tập, nương tựa nộp tiền, sẽ bị điên. Thời điểm này, chị L chưa lập gia đình. Chị L cho biết sự việc diễn ra trong một ngày một đêm. Tuy nhiên, 3 năm sau, đến thời điểm hiện tại, cuộc sống của chị L hoàn toàn bình thường, hạnh phúc. Chị lập gia đình vào năm 2018, hai vợ chồng đã có một cô con gái. Cũng trong ngày hôm đó, lời chia sẻ, chị gặp không ít người tìm đến chùa Ba Vàng với niềm tin nếu nộp tiền theo phong yêu cầu hoặc làm việc trong chùa sẽ thoát được khổ đau. Đó là trường hợp một phụ nữ lớn tuổi đến từ một tỉnh miền núi phía Bắc được phong yêu cầu nộp số tiền khá lớn. Người này chia sẻ với chị Lờ mặc dù đã chuyển khoản cho sư thầy hơn 100 triệu đồng nhưng vẫn chưa đủ, bà đành ở lại chùa làm công quả. Cũng theo chị Lờ, chị chứng kiến trường hợp một người mẹ vợ có con rể ngoại tình đối xử phụ bạc với con gái. Nhà chùa đã hướng dẫn bà làm lễ cúng oan gia trái chủ với lời hứa hẹn, chắc chắn con trẻ sẽ dừng việc ngoại tình. Vẫn theo lời chị L, có trường hợp vào thỉnh phong, bị người phụ nữ mặc áo nâu bất ngờ nhảy lên, lấy gối đập tới tấp vào người. Sư thầy giải thích, đó là vòng tức giận, người bị đánh không được chống cự để phong đánh cho người giận. Đặc biệt, chị lờ tiết lộ, con người còn bị phong đòi 12 tỷ đồng trả nợ tiền kiếp hoặc bắt ở chùa công quả người đàn ông này nói không có tiền, xin ở nhà tù, thế nhưng sư thầy yêu cầu phải lên chùa Ba Vàng Tu. Vào chiều ngày 21 tháng 3 vừa qua trả lời báo chí, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định không có việc thỉnh phong để hóa giải nghiệp, oan gia, bởi cái nghiệp của mình phải tự mình làm việc tốt để hóa giải nghiệp cho mình. Chứ việc thỉnh phong là hoàn toàn không đúng, dẫn dắt con người đi theo con đường đó là không đúng theo chính pháp, đây là dẫn dắt con người ta vào con đường đến tạc kiến mê lợi